lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của bốn tịnh lự, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của bốn niệm trụ, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của pháp môn giải thoát không, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của pháp không nội, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của thánh đế khổ, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của thánh đế tập diệt đạo, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của tám giải thoát, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của tất cả pháp môn Đà La Ni, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của tất cả pháp môn Tam Ma Địa, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của bậc Cực Hỷ, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của bậc Ly Cấu, bậc Phát Quang, bậc Diệm Tuệ, bậc Cực Nan Thắng, bậc Hiện Tiền, bậc Viễn Hành, bậc Bất Động, bậc Thiện Tuệ, bậc Pháp Vân. Lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của năm loại mắt, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của sáu phép thần thông, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của mười lực Phật, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của đại từ, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của đại bi, đại hỷ, đại xả, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của pháp không quên mất, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của tánh luôn luôn xả, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của trí nhất thiết, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của 32 tướng đại sĩ, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của 80 vẻ đẹp phụ thuộc, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của quả dự lưu, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của quả nhất lai bất hoàn, A-la-hán, quả vị độc giác, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của tất cả hạnh đại Bồ-Tát, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật.